Đặng Quốc Khánh vừa dụ Hồ Đức Phước lên thớt, Tô Tổng thanh trừng mạnh mẽ phe Nghệ Tĩnh. Ngay sau khi vừa lên Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm đã cho trảm ngay 4 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một người gốc Hà Tĩnh. Việc Đặng Quốc Khánh bị trảm cho thấy nhóm Hà Tĩnh đang bị Tô Lâm nhắm đến, chưa tỉa được cây cổ thụ Trần Cẩm Tú thì tỉa cấp Trung ương Đảng. Hiện nay nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh đều có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và mỗi nhóm có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Đây chính là hai nhóm khiến cho Tô Lâm e ngại khả năng lấn át nhóm Hưng Yên của ông. Nếu không tỉa sớm thì hai nhóm này có thời gian bắt tay nhau cùng đối phó với nhóm Hưng Yên thì Tô Lâm sẽ rất vất vả về sau. Nguồn tin nội bộ cho biết Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng là đối tượng mà Tô Lâm nhắm đến. Có lẽ trong thời gian tới, ông Phước sẽ phải rời vỏ bỏ vũ đài chính trị. Ông Hồ Đức Phước là người gốc Nghệ An, được Vương Đình Huệ dìu dắt lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cả Hồ Đức Phước và Vương Đình Huệ đều là dân tài chính. Ông Phước còn đang ôm tham vọng vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Thông thường một ủy viên Trung ương Đảng nắm chức Bí thư Tỉnh ủy được điều động về Trung ương làm Bộ trưởng là những người được cơ cấu lên tầng cao hơn. Nhóm Hà Tĩnh có Trần Đồng Hà và Đặng Quốc Khánh là thành viên chính phủ, xem như đây là hai người có khả năng vào Bộ Chính trị. Nhóm Nghệ An chỉ có Hồ Đức Phước và Phạm Thị Thanh Trà, cũng là thành viên của chính phủ và cũng muốn vận động để vào Bộ Chính trị. Với nhóm Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh đã bị đánh dụng và Trần Đồng Hà bị đưa vào tầm ngắm. Với nhóm Nghệ An thì Hồ Đức Phước đã bị đưa vào tầm ngắm. Nếu ông Phước dụng thì bà Trà cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống xấu nhất là bị Tô Lâm hạ bệ. Đánh gục một ủy viên Bộ Chính trị khó hơn là đánh gục và hạ bệ một ủy viên Trung ương Đảng. Nếu tính đường xa, Tô Lâm cần phải hạ gục những ủy viên Trung ương Đảng gốc Nghệ An và Hà Tĩnh mà có khả năng vào được Bộ Chính trị. Như vậy Tô Lâm sẽ đỡ vất vả. Kế hoạch hoàn hảo sẽ là vừa chuẩn bị hồ sơ để đánh gục các ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời vừa đánh gục các ủy viên Trung ương Đảng có khả năng vào Bộ Chính trị. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay quá đông, nếu không triệt hạ sớm thì hai nhóm này có nguy cơ trỗi dậy. Và tất nhiên nếu hai nhóm này giành được lợi thế trên chính trường, thì nhóm chịu thiệt hại nặng nhất là nhóm Hưng Yên của Tô Lâm. Nếu chặn được hầu hết nhóm ủy viên Trung ương Đảng và hạ nốt các ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, thì Trung ương Đảng và Bộ Chính trị sẽ có rất nhiều chỗ trống. Khi đó, cơ hội để nhóm Hưng Yên thay thế vào chỗ trống là rất lớn. Nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn sử dụng luật rừng, thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc trước, nhóm Hưng Yên không tên tuổi nên không gây ra chú ý. Cũng nhờ như vậy, nhóm này mới có cơ hội ẩn mình, nuôi quân và làm đảo chính mềm. Tuy nhiên, nhóm Hưng Yên giờ đây đã không còn là nhóm vô danh như trước đây nữa, mà đã trở thành nhóm mạnh nhất trong Trung ương Đảng. Đây là lúc mà nhóm này có thể mở rộng sự ảnh hưởng và nâng đỡ những thành viên gốc Hưng Yên vào Trung ương Đảng và vào cả Bộ Chính trị. Nếu để tuột mất cơ hội này thì nhóm Hưng Yên sẽ mãi mãi không còn cơ hội ngóc đầu lên, bởi một khi Tô Lâm bị hạ thì nhóm Hưng Yên cũng sẽ bị thanh trừng mạnh mẽ. Thời của Tô Lâm cũng là thời của nhóm Hưng Yên. Nếu không biến bản thân thành kẻ có sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp các nhóm khác thì nhóm Hưng Yên sẽ không còn cơ hội nào khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đặng Quốc Khánh vừa dụng, Hồ Đức Phước lên thớt, Tô Lâm thanh trừng mạnh phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Bằng tiến sĩ luật của ông Tô Lâm, một minh chứng cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thối nát. Khi ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, bị lộ chân tướng về học vấn, dư luận xã hội đã lên tiếng mạnh mẽ, với hy vọng làm rõ những tất khuất trong nền giáo dục của nước nhà, để từ đó có được một nền giáo dục trong sạch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cả Bộ Giáo dục và Bộ Máy Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không có thiện chí tẩy sạch những ung nhọt của giáo dục này. Trước đây, vụ mua bán văn bằng của Đại học Đông Đô bị lộ tẩy, bị phơi bày trên mặt báo chí, sai phạm rành rành. Tuy nhiên, cái gốc của vấn đề vẫn không bị xử lý,
mà chỉ xử lý những kẻ thừa hành tại Đại học Đông Đô như hiệu trưởng và các phó, hiệu phó và các nhân viên ở đây. Cái gốc của vấn đề là những thế lực đen trong chính quyền đứng đằng sau chi phối bằng quan hệ và bằng cả chính sách. Những kẻ này là ai, cách thức chi phối và điều khiển hệ thống như thế nào thì không hề bị đụng đến. Thậm chí có những kẻ bỏ tiền mua bằng của Đại học Đông Đô là ai, chính quyền cũng làm ngơ, không công bố cho người dân được biết. Điều này cũng giống như việc xử lý mại dâm, chỉ bắt kẻ bán dâm mà không truy kẻ mua dâm, nên chẳng thể nào triệt phá cho được. Trong vụ bán bằng Đại học Đông Đô, báo chí chỉ dám úp mở những người mua bằng Đại học Đông Đô là những người có uy tín. Rõ ràng đây là cách nói tránh né, nhưng ai cũng hiểu đấy là những kẻ có chức có quyền. Đại học Đông Đô chỉ là đại học tư thục, không được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Bằng của Đại học Đông Đô vì thế không được coi trọng. Còn trường Đại học Luật Hà Nội thì lại khác. Đây là trường đầu ngành trên cả nước có uy tín, có bề dày lịch sử và từng giành được nhiều danh hiệu của chính quyền Đảng Cộng sản trao tặng. Vì vậy, bằng cấp của trường này có giá trị hơn Đại học Đông Đô rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà Đại học Luật Hà Nội là trường được nhiều nhân vật có uy tín chọn mua bằng hay sao? Khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư với tấm bằng tiến sĩ luật bất minh, khiến cộng đồng mạng trở nên nghi ngờ, phải chăng Đại học Luật Hà Nội là thủ phạm bán bằng tiến sĩ trong Tổng Bí Thư? Có hai lý do khiến người dân nghi ngờ. Thứ nhất, chỉ có Đại học Luật Hà Nội mới là trường cấp bằng tiến sĩ luật. Thứ hai, ông Thích Trần Quang học tiến sĩ thần tốc tại trường này, khiến cho dư luận nghi ngờ về chất lượng bằng cấp của trường. Những điều này dẫn đến suy đoán trường này chính là thủ phạm bán bằng trong Tổng Bí Thư. Với việc có một khách hàng trở thành Tổng Bí Thư, điều đó đồng nghĩa với việc đơn vị bán hàng sẽ được bảo vệ và tiếp tục làm ăn theo cách này. Bởi đơn vị này đã được chính khách hàng đó dùng quyền lực của nhà nước để mà bảo kê tiếp tục làm sai trái. Nền giáo dục bị chính trị hóa cực kỳ nguy hiểm, bởi ở đó không còn có lương chỉ nữa. Người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm để cấp bằng cho những kẻ không hề đến trường học, không có kiến thức và không có cả ý thức trách nhiệm. Để rồi những kẻ này sử dụng văn bằng đó mà thăng tiến trên chính trường, cuối cùng là thâu tóm quyền lực. Nhìn lại cách hành xử của Tô Lâm trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, ông không hề có tinh thần thượng tôn pháp luật. Là người có bằng tiến sĩ luật lại sang tận châu Âu để mà tổ chức bắt cóc người như một chùm tội phạm mafia. Là người có bằng tiến sĩ luật lại cho công an trà đạp lên luật pháp để bắt người tùy tiện mà không cần lệnh của tòa án. Rất nhiều ví dụ với cái hành xử vô pháp vô thiên của ông Tô Lâm khiến người ta nghi ngờ rằng bằng tiến sĩ luật của ông là bằng thật hay bằng giả. Cho dù đó là bằng thật của một trường đại học ngành luật nổi tiếng thì cách hành xử của ông cho thấy ông không hề am hiểu luật pháp. Cách cấp bằng như thế là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội và cho đất nước này. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin bằng tiến sĩ luật của Tô Lâm, một minh chứng cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thối nát. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.